Cách uống paracetamol khi đau sốt do COVID-19. Paracetamol là thuốc giảm đau hạ sốt được sử dụng phổ biến cho cả người lớn và trẻ em. Thuốc có nhiều thương hiệu và dạng bào chế khác nhau để phù hợp với từng lứa tuổi, từng bệnh nhân, như thuốc uống dạng nén, dạng bột, dạng hòa tan, viên nén sủi, siro, viên đạn, đặc hậu môn, dạng tiêm truyền tĩnh mạch. F0 điều trị tại nhà với triệu chứng sốt, đau đầu có thể uống paracetamol, nhưng chỉ dùng khi sốt trên 38,5 độ C hoặc đau đầu, đau mỏi cơ quá nhiều. Uống một liều 10mg đến 15mg, tương ứng với cân nặng. Ví dụ, bệnh nhân nặng 50kg có thể uống 1 viên đến 1,5 viên thuốc 500mg. Lưu ý bạn nên khởi đầu với liều 10mg trên 1kg cân nặng để phòng trường hợp phải sử dụng kéo dài, uống liều thấp để hạn chế độc tính của thuốc. Nếu đã uống thuốc mà vẫn sốt cao trên 38,5 thì phải tìm mọi cách để hạ nhiệt độ cùng với thuốc như là lau, chườm trán, ngực, nách, tay chân bằng khăn ấm, không được dùng khăn lạnh, sẽ làm co mạch, không thoát được nhiệt, làm nhiệt độ cơ thể khó hạ hơn. Sau ít nhất 6 giờ, nhiệt độ vẫn trên 38,5 độ C mới được uống tiếp liều thứ hai. Trong 24 giờ không nên uống quá 4 liều, tương đương 4-6 viên 500mg, đối với bệnh nhân trung bình khoảng 50kg. Nếu sốt quá cao trên 39,5 độ C đã uống liều 10mg trên 1kg cân nặng kết hợp lau chườm mà vẫn không hạ được nhiệt độ thì bạn có thể dùng đến liều tối đa 15mg trên 1kg cân nặng, không được lặp lại dưới 6 giờ một lần. Đối với trẻ em, liều paracetamol hạ sốt cũng được tính liều như người lớn. Nhưng để dễ uống thì thuốc của trẻ thường là loại pha bột với nước, đóng gói 80mg, 150mg, 250mg, 10 đến 15mg trên 1kg cân nặng của trẻ. Phụ huynh cần tính cân nặng để pha thuốc với khoảng 30ml nước ấm cho trẻ uống. Trường hợp trẻ không thể uống được thì có thể dùng viên thuốc đặc hậu môn. Mỗi lần dùng thuốc cho trẻ cũng phải cách nhau tối thiểu 5 đến 6 giờ. Chỉ đặt hậu môn cho trẻ khi trẻ không uống được thuốc, trẻ nôn ói, không hợp tác uống thuốc. Không dùng nếu trẻ có tiêu chảy, không lạm dụng thuốc đặt hậu môn cho trẻ nhiều lần vì sẽ gây tiêu chảy. Lưu ý không dùng thuốc khi có tiền sử dị ứng với paracetamol, có bệnh lý cấp tính về gan, viêm gan virus đang giai đoạn cấp tính, đang điều trị tổn thương gan cấp tính do mọi nguyên nhân. Bệnh nhân có bệnh lý về gan nhưng không trong giai đoạn cấp tính phải giảm liều và giảm cả thời gian dùng thuốc. Với người lớn thì không được dùng thuốc liên tiếp quá 10 ngày, trẻ em cũng không được quá 5 ngày trừ khi có ý kiến của bác sĩ. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.